VFF làm gì để không bị phạt 105.000 đô la Mỹ như Liên đoàn bóng đá Iran? Chiều ngày 15 tháng 8, tại trụ sở Liên đoàn bóng đá Việt Nam, VFF đã diễn ra cuộc họp chuẩn bị cấp phép cho các câu lạc bộ tham dự giải vô địch quốc gia mùa giải 2023-2024. Phát biểu mở đầu cuộc họp, thay mặt lãnh đạo VFF, ông Trần Anh Tú nói, hoạt động cấp phép câu lạc bộ năm 2023 khá bận rộn khi có đến hai mùa giải là vô địch quốc gia năm 2023 và vô địch quốc gia năm 2023-2024. Câu lạc bộ vừa được cấp phép tham dự giải đấu cấp câu lạc bộ của AFC mùa giải 2023-2024 kết thúc ngày 31 tháng 5 vừa qua. Ngay sau đó vào tháng 6 năm 2023 đã tiếp tục thực hiện cấp phép cho câu lạc bộ tham dự giải vô địch quốc gia 2023-2024 và kết thúc vào ngày 31/8 tới. Ông Trần Anh Tú phát biểu trong cuộc họp. Dự kiến hoạt động cấp phép cho câu lạc bộ tham dự giải đấu cấp câu lạc bộ của AFC và giải vô địch quốc gia mùa giải 2024-2025 sẽ diễn ra từ tháng 10 năm 2023 đến tháng 5 năm 2024. Như vậy quỹ thời gian cho các hoạt động cấp phép khá gấp và khẩn trương. Chính vì vậy VFF luôn theo sát tiến độ hoàn thiện tiêu chí cấp phép của câu lạc bộ trong giai đoạn chuyển giao thay đổi mùa giải đảm bảo tuân thủ nguyên tắc cấp phép của AFC. Theo đó, hoạt động cấp phép cho câu lạc bộ tham dự giải V-League 2023-2024 được thực hiện theo chủ trương đã được ban chấp hành phê duyệt như cấp phép cho câu lạc bộ bóng đá hạng nhất được thăng hạng lên thi đấu ở giải V-League 2023-2024. Sử dụng kết quả cấp phép cho câu lạc bộ tham dự giải V-League 2023 đối với các đội sẽ tham dự V-League 2023-2024. Cuộc họp chuẩn bị cấp phép cho câu lạc bộ tham dự giải quốc gia mùa giải 2023-2024. Bên cạnh đó, ban cấp phép sẽ đánh giá lại các câu lạc bộ đã được cấp phép ngoại lệ, cấp phép kèm biện pháp phạt, câu lạc bộ không đáp ứng tiêu chí tài chính và cơ sở vật chất nhằm xem xét quyết định cấp phép tham dự giải V-League 2023-2024. Tính đến nay, hầu hết các câu lạc bộ đã hoàn thiện 5 tiêu chí cấp phép tham dự giải V-League 2023-2024. Một số câu lạc bộ chưa đáp ứng tiêu chí, VFF đều gửi văn bản nhắc nhở đề nghị hoàn thiện. Vừa qua, Ban kỷ luật AFC đã ban hành quyết định phạt Liên đoàn bóng đá Iran 105.000 đô la Mỹ do cấp phép cho câu lạc bộ không đáp ứng tiêu chí tham dự giải C1 AFC. Các đội bóng Việt Nam cần phải được cấp phép để tham dự giải vô địch quốc gia. Chính vì vậy, VFF luôn đánh giá cao sự phối hợp, tuân thủ và hoàn thiện tiêu chí cấp phép giúp phát triển bền vững cho các câu lạc bộ bóng đá chuyên nghiệp nói riêng và hệ thống bóng đá chuyên nghiệp của Việt Nam nói chung.